nó đẩy giáo viên vô cái chịu cứ trường nào cũng đẻ cứ dạy thêm hoài. Ủa mẹ học cái con mẹ gì học một ngày mười mấy tiếng. Tôi nói bị không có cái xứ nào mà cái kiểu học sinh mà học một ngày mười mấy tiếng xong rồi thả ra đứa nào đứa nấy cái mặt gì nữa. Trời ơi tôi giờ mấy đứa nhỏ mẹ đứa nào đứa nấy đeo cái cặp giống như bị kích vậy đó. Học cái gì sáng chiều mẹ gọi điện thoại cho thằng bạn. Mới vừa sáng gọi, chờ chút chở con tao đi học cái Huy, cái chở con đi học. Mới gọi điện thoại, tao đi rước con tao về một cái, mới vừa rước về. Ăn cơm, rồi ăn cơm, cơm, con ăn cơm lẹ lên con. Ăn cơm xong rồi ăn cơm gì nữa, mày mới đi học gì ăn cơm gì nữa. Ăn cơm xong chút chiều nó đi học thêm nữa. Nói mày học cái gì vậy, con mày lớp mấy? Nói con tao học lớp 6, trời ơi trời. Ô mẹ mới lớp 6 à. Cái ăn lẹ xong cái lấy ly sữa nhét vô bắt nhỏ uống vô xong rồi chở đi học nữa. Học đã đời xong 3-4 giờ chiều cũng chưa thấy rước về hỏi đi đâu nữa. Chở đi qua ăn lớp nữa. Ô mẹ nó học xong cái xong chở qua ăn lớp nữa học nữa. Rồi 7 giờ tối luôn cái hỏi còn nữa không còn. Mới về nhà được. Mới về nhà chút xíu. Thảo học xong con mở máy lên học online với thầy con. Ô mẹ chơi cái gì vậy? Mày học cái gì, học ra làm ông gì? Mẹ chắc là chế, chắc là tàu điện tử hay là máy bay, cái gì hộp nhân gì đó. Học, học con mẹ gì sáng chiều. Mà tôi nói với bị, tôi tưởng đâu là cái chắc thằng đó nó bị khùng. Nói mày khùng hả, mày cho thằng con mày nó học kiểu đó. Nói không học, không được. Ủa gì kì, gì không đọc được. Tụi nó có những cái đám nó cò mồi. Mẹ học cái con khỉ gì, sáng mở mắt ra chạy đi học xong, chạy về hay chưa ăn xong chạy đi học nữa xong đến chiều về tối về dở cái máy tính lên ngồi dở máy tính học đến 9 giờ. Ủa mày 9 giờ thả nhóc xuống gì luôn. Thứ bảy chủ nhật cũng nghỉ luôn. Thứ bảy ngoại khóa rồi ông nội khóa rồi bà cố nội khóa rồi cháu ngoan bác hồ cái quần què gì đó nó nhồi vô. Không phải là nóng mà tôi nói thẳng cho quý vị như vậy á, học cái gì. Ủa mình không biết nữa. Tôi tưởng nó đã học lớp 16 hay là lớp 18 gì đó. Mẹ học làm ông tiến chỉ chắc là chế, chắc là hột nhân đồ tàu điện ngầm cao tốc gì đó. Mẹ rốt cuộc học ra đứa nào đứa nấy mặt gì nè. Thằng nào nấy đứa nào nấy đeo mắt kiến về gì nè. Cái gì á gọi trường điểm, trường chuyên, tiếng đầu, tiếng trên, tiếng dưới, tiếng con khỉ gì đủ thứ các loại hết. Ủa cái tùm lum tà la hết tôi nói. Cái gì vậy? Rồi trong vô lớp online mấy nhóc bây giờ nó điên lên. Tụi mà xì tin bây giờ đó, mẹ dạy riết càng ngày càng mất dạy. Quý vị lên quý vị coi mấy cái video mà trên mạng đó, nó chửi cô giáo luôn. Nó học online chửi cô giáo luôn. Thiếu cha gì ở trên TikTok á. Nó học online xong cô giáo nói quá bực quá cãi lộn cô giáo luôn. Nó nói cô giáo biết cái con mẹ gì. Rồi xong cúp luôn đết học luôn.